Ta sang bài 15, chất tinh khiết, hỗn hợp. Theo như đề bài, thì ở bài này ta sẽ học về chất tinh khiết và hỗn hợp. Trong hỗn hợp thì lại chia ra hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Ta cũng sẽ được học về sự hòa tan của một số chất khí, chất rắn. Các yếu tố nào ảnh hưởng đến sự hòa tan của chất rắn trong nước. Rồi ta sẽ biết được thế nào là dung môi và dung dịch. Biết cách phân biệt được dung dịch với huyền phù và nhũ tương. Một nhỏ chất tinh khiết, quan sát một số chất trong cuộc sống. Ở hình 15.1 giới thiệu cho các em một số sản phẩm. Thứ nhất là nước cất pha tim. Ở đây tức là nước cất dùng để pha thuốc khi tim ha. Thứ hai là bình khí oxygen trong y tế. Thứ ba là đường tinh luyện. Và thứ tư là muối tinh. Câu hỏi thứ nhất như sau. Em có nhận xét gì về số lượng các chất có trong nước cất, bình khí oxygen y tế, sản phẩm đường tinh luyện và muối tinh? Các chất đó ở thể nào? Vậy ta thấy rằng thứ nhất là nước cất pha tim, thì trong nước cất này, thành phần của nó chỉ có nước thôi, không chứa thêm tạp chất nào khác, tức là chỉ có một chứa một chất duy nhất. Thứ hai là bình khí oxygen, thì trong bình khí này cũng chỉ chứa khí oxygen, không lẫn chất khí khác. Đường tinh luyện và muối tinh cũng vậy, trong mỗi sản phẩm này cũng chỉ chứa duy nhất là đường hoặc là muối. Ý thứ hai, các chất đó ở thể nào? Vậy các em thấy rằng nước cất thì ở thể lỏng, oxygen ở thể khí, đường tinh luyện và muối tinh thì ở thể rắn. Vậy qua đây ta có thể thấy chất tinh khiết nó có thể tồn tại ở cả thể rắn, thể lỏng và thể khí. Câu trả lời cụ thể như sau. Các hình bên chỉ chứa một chất duy nhất mà không lẫn tạp chất khác. Trạng thái đó là nước cất ở thể lỏng, oxygen ở thể khí, đường tinh luyện và muối tinh ở thể rắn. Câu số 2. Đường có vị ngọt, muối ăn có vị mặn, nước sôi ở 100 độ C và khí oxygen hóa lỏng ở âm 183 độ C. Cái câu này có nghĩa là ở điều kiện bình thường, ở nhiệt độ bình thường, thì oxygen tồn tại ở trạng thái khí, nhưng nếu em hạ nhiệt độ của nó xuống âm 183 độ C thì nó sẽ chuyển sang trạng thái lỏng. Do đó người ta gọi là hóa lỏng ở âm 183 độ C. Theo em, nếu lẫn tạp chất khác thì những tính chất trên có thay đổi hay không? Thì câu trả lời là có. Tùy vào cái lượng tạp chất đó nhiều hay ít mà tính chất của các chất ban đầu sẽ bị thay đổi nhiều hay ít. Ví dụ ha, nước tinh khiết sẽ sôi ở 100 độ C, nhưng nếu nó có lẫn tạp chất khác, ví dụ như là khoáng chất hoặc là thực phẩm như chúng ta nấu ăn hàng ngày á, thì cái nhiệt độ sôi của nước nó sẽ bị thay đổi, có thể là giảm đi hoặc là tăng lên thêm một chút. Câu trả lời như sau, nếu có lẫn tạp chất thì vị, nhiệt độ sôi, nhiệt độ hóa lỏng của các chất sẽ bị thay đổi. Ở đây có một ghi chú cho các em như sau. Mỗi chất tinh khiết đều có thành phần hóa học và tính chất nhất định. Những tính chất này có thể dùng để nhận biết chất tinh khiết. Tức là ở đây người ta sẽ dùng thành phần hóa học và một vài tính chất đặc trưng của một chất để xem thử là chất đó có phải là chất tinh khiết hay không. Ví dụ nước tinh khiết trong thành phần có chứa 11,2% hydrogen và 88,8% oxygen về khối lượng, có nhiệt độ sôi là 100 độ C, nhiệt độ đông đặc ở 0 độ C tại áp suất thường, khối lượng riêng D bằng 1 gram trên 1 ml. Rồi, chất tinh khiết có thể là thể rắn như là đường muối, thể lỏng như là nước cất nè, cồn ethanol, sulfuric acid hoặc chất khí như là oxygen, hydrogen và nitrogen. Từ đó ta có kết luận như sau, cái này các em phải học thuộc ha. Chất tinh khiết hay là chất nguyên chất được tạo ra từ một chất duy nhất. Vậy là ở đây mình thấy rằng những chất nào trong thành phần của nó chỉ có một chất duy nhất thì ta sẽ gọi đó là chất tinh khiết. Rồi bên này có phần đọc thêm thì các em tự đọc ha. Ta sang phần 2, hỗn hợp. Quan sát một số sản phẩm chứa hỗn hợp các chất.
Ở đây giới thiệu cho các em hai sản phẩm, đó là bột canh và nước khoáng thiên nhiên, có kèm theo bảng thành phần. Câu hỏi số 3 như sau: bột canh có phải là chất tinh khiết hay không? Vậy muốn biết bột canh có phải là chất tinh khiết hay không, ta sẽ xem thành phần của bột canh. Ở đây người ta giới thiệu cho chúng ta thành phần của bột canh bao gồm muối ăn, chất điều vị, đường, bột tỏi, bột tiêu, vân vân. Vậy qua đây ta thấy rằng bột canh không phải là chất tinh khiết ha, vì chất tinh khiết chỉ được cấu tạo từ một chất duy nhất, còn bột canh chứa rất nhiều chất, do đó nó không phải là chất tinh khiết. Em hãy liệt kê các thành phần tạo nên bột canh được dùng làm gia vị trong bữa ăn của gia đình em. Vậy các em có thể tham khảo cái bảng thành phần của bột canh bên này, hoặc không mình sẽ xem thử bột canh ở gia đình chúng ta gồm những thành phần nào. Thì thông thường trong bột canh sẽ có chứa muối nè, đường nè, bột ngọt, hạt tiêu, vân vân. Câu số 4, nếu có đủ nguyên liệu, em làm thế nào để có bột canh? Vậy nếu có đủ nguyên liệu thì chúng ta chỉ cần trộn lại theo một tỷ lệ thích hợp là sẽ có bột canh. Nếu bớt một trong các thành phần của bột canh thì vị có thay đổi không? Và giải thích. Gợi ý câu trả lời như sau: nếu bớt một trong các thành phần thì vị của bột canh sẽ thay đổi, vì mỗi thành phần trong bột canh có mùi vị riêng, khi trộn lại mới tạo nên mùi vị tổng thể của bột canh, do đó không thể thiếu một thành phần nào. Quan sát hình 15.3, em hãy cho biết nước khoáng thiên nhiên có phải là nước nguyên chất hay không? Vậy ta thấy rằng nước khoáng ở đây không phải là nước nguyên chất, bởi vì trong nước khoáng này có lẫn rất nhiều khoáng chất mà bảng thành phần ở đây người ta đã liệt kê rất rõ ha. Nước khoáng thiên nhiên không phải là nước nguyên chất vì trong nước khoáng có chứa nhiều khoáng chất khác. Từ đó ta có kết luận như sau: hỗn hợp được tạo ra khi hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau. Vậy tới đây các em đã phân biệt thế nào là chất tinh khiết, thế nào là hỗn hợp rồi. Chất tinh khiết là trong thành phần của nó chỉ chứa một chất duy nhất. Còn nếu hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau thì ta sẽ gọi là hỗn hợp. Ở đây có thêm một cái ghi chú: mỗi chất trong hỗn hợp được gọi là một thành phần của hỗn hợp. Tính chất của hỗn hợp sẽ phụ thuộc vào thành phần hỗn hợp và hàm lượng của chúng. Các nguyên liệu trong tự nhiên thường ở dạng hỗn hợp. Ta sang phần tiếp theo, phần 3: hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất. Phân biệt hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất. Ở đây có thí nghiệm một như sau: tạo hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất. Cách tiến hành đó là: bước 1, lấy hai ống nghiệm, thêm nước cất đến 1 phần 3 ống. Ở đây cô không có nước cất, do đó cô sẽ thí nghiệm với nước lọc. Bước 2, lần lượt cho một thìa ethanol vào ống nghiệm thứ nhất và một thìa dầu ăn vào ống nghiệm thứ hai. Bước 3, lắc đều hai ống nghiệm để yên và quan sát hiện tượng. Cái thí nghiệm này các em có thể tự thực hiện ở nhà. Thì ethanol này các em có thể lấy cồn y tế ha. Rồi các em quan sát thí nghiệm. Câu hỏi số 6. Từ thí nghiệm 1 hãy cho biết các chất lỏng có hòa tan trong nhau không? Vậy thì qua quan sát các em thấy đó là ethanol hay là cồn nó hòa tan được trong nước, còn dầu ăn không hòa tan trong nước mà nổi trên mặt nước. Câu hỏi số 7. Quan sát hình 15.4, em hãy nhận xét sự phân bố thành phần các chất trong hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất. Đây hình 15.4 minh họa cho chúng ta, hình A là hỗn hợp đồng nhất, hình B là hỗn hợp không đồng nhất. Ở hỗn hợp này nó sẽ gồm hai chất ha các bạn. Các bạn nhìn vào hình mình có thể thấy là
Các chấm màu xanh sẽ tượng trưng cho chất thứ nhất và chấm màu tím sẽ tượng trưng cho chất thứ hai. Vậy ở câu A các em thấy rằng các chấm màu xanh và chấm màu tím sẽ xen kẽ vào nhau rất đồng đều, phân bố rất đồng đều trong hỗn hợp. Còn đối với hình B là không đồng nhất thì các em thấy hai chất các chấm màu xanh và các chấm màu tím sẽ chia ra ha, chia ra thành hai phần rõ rệt. Ở bên trên thì nhiều chấm màu tím hơn, còn ở bên dưới thì nhiều chấm màu xanh hơn. Tức là hai cái chất này nó không có xen lẫn vào nhau mà nó tách riêng ra thành hai phần riêng biệt ha. Ở trong hỗn hợp hai chất này sẽ phân bố không đồng đều. Vậy ta trả lời câu số 7 như sau. Hỗn hợp đồng nhất là các chất phân bố đồng đều trong hỗn hợp. Còn hỗn hợp không đồng nhất là các chất phân bố không đồng đều trong hỗn hợp. Từ đó người ta yêu cầu chúng ta là hãy lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất. Gợi ý câu trả lời như sau. Hỗn hợp đồng nhất các em có thể lấy là nước muối hoặc nước đường. Tức là khi mình bỏ đường hoặc là muối vào trong nước và mình khuấy lên thì các em sẽ thấy là đường và muối nó sẽ tan vào trong nước. Thứ hai, ví dụ về hỗn hợp không đồng nhất, ví dụ như hỗn hợp cát và nước. Tức là khi các em bỏ cát vào trong nước và khuấy lên thì các em sẽ thấy là cát nó sẽ lắng xuống dưới đáy, còn nước thì ở bên trên. Do đó mình thấy là cát nó không tan vào trong nước, do đó nó sẽ tạo thành hỗn hợp không đồng nhất. Từ đó ta có kết luận như sau. Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp. Còn hỗn hợp không đồng nhất tức là hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp. Rồi phần này các em phải ghi nhớ. Câu đố như sau. Trước kia ở một số vùng chưa có điện, đèn dầu rất phổ biến trong việc thắp sáng. Đèn dầu này người ta sẽ dùng dầu hỏa để thắp sáng thông qua một cái bấc ha các em. Đây là ví dụ về đèn dầu. Như các em có thể thấy, dầu hỏa được chứa ở dưới cái bình ở này, thông qua một cái bấc dẫn dầu lên trên đây để đốt cháy. Người ta nói rằng khi bấc đèn quá ngắn hoặc dầu cạn gần hết, làm bấc không chạm tới dầu. Tức là cái bấc bên trong này nó không chạm được tới dầu để dẫn dầu lên trên á. Có người nhanh trí đã đổ nước vào bình dầu và đèn tiếp tục cháy sáng thêm một thời gian ngắn nữa. Em hãy giải thích tại sao người ta lại làm như thế. Ta trả lời như sau. Vì dầu hỏa không tan trong nước, nhẹ hơn nước nên nổi trên mặt nước. Vậy người ta đổ thêm nước vào bình là để làm gì? Để đẩy dầu dâng lên ha. Cho đến khi dầu nó chạm vào bấc thì đèn có thể tiếp tục cháy. Phần 4. Chất rắn tan và không tan trong nước. Ở đây thí nghiệm 2, đó là hòa tan các chất rắn trong nước. Thí nghiệm này các em có thể thực hiện ở nhà với một số chất dễ tìm. Cách thực hiện như sau, chúng ta sẽ chuẩn bị các chất rắn dạng bột, đó là muối ăn, đường, bột mì, cát, thuốc tím và iodine. Các bước thí nghiệm ta sẽ tiến hành như sau. Bước 1, quan sát trạng thái, màu sắc của các chất rắn trước khi tiến hành thí nghiệm. Vậy các em sẽ thấy muối ăn, đường, bột mì, cát, thuốc tím và iodine đều ở trạng thái rắn. Màu thì mình có thể quan sát trong thực tế. Ví dụ như muối ăn và đường thì có màu trắng nè. Bột mì cũng có màu trắng. Cát thường sẽ có màu vàng nâu. Thuốc tím thì có màu tím. Còn iodine thì có màu tím đen ha. Lấy 6 ống nghiệm sạch được đánh số từ 1 đến 6 cho vào mỗi ống nghiệm 1 phần 4 thể tích nước cất. Tương tự ở đây thì cô không có nước cất, do đó cô sẽ lấy nước lọc. Cho vào 6 ống nghiệm trên lần lượt một thìa nhỏ muối ăn, đường, bột mì, cát, thuốc tím và iodine. Lắc đều các ống nghiệm và quan sát hiện tượng. Rồi các em quan sát thí nghiệm ha. Các em quan sát thí nghiệm về độ tan của các chất. Đầu tiên là cát, muối và đường. Cho lần lượt các chất này vào nước và khuấy đều.
Ta thấy muối và đường tan ra trong nước, tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Còn cát thì lắng xuống đáy cốc, chứng tỏ là cát không tan trong nước. Tiếp theo, ta sẽ cho bột mì vào cốc nước và khuấy đều. Ta thấy một phần bột mì lơ lửng trong nước, phần còn lại lắng xuống đáy cốc. Để một thời gian nữa thì toàn bộ bột mì sẽ lắng xuống đáy, chứng tỏ là bột mì không tan trong nước. Tiếp theo, ta cho thuốc tím vào cốc nước và khuấy đều. Các em có thể thấy là thuốc tím tan ra, tạo thành hỗn hợp đồng nhất có màu tím. Cuối cùng, cho iodine vào nước và khuấy đều. Ta thấy rằng iodine không tan mà chìm xuống đáy ống nghiệm, còn nước thì vẫn trong. Sau khi thực hiện thí nghiệm, ta có các câu hỏi như sau. Câu số 8, hãy kể tên một số chất rắn tan được trong nước. Một số chất rắn không tan được trong nước mà em biết. Cái này em có thể dựa vào thí nghiệm lúc nãy để kể ra. Ví dụ chất rắn tan được trong nước như là muối, đường nè, hoặc là bột giặt nè. Chất rắn không tan như là kim loại nè, gỗ nè, cát nè, sỏi nè, vân vân ha. Bạn nào có câu trả lời khác thì các em có thể ghi vào. Từ thí nghiệm 2, em hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bản 15.1. Qua quan sát thí nghiệm lúc nãy thì cô có gợi ý câu trả lời cho các em như sau. Rồi ở cột thứ nhất sẽ là các ống nghiệm đánh số từ 1 đến 6. Ở cột thứ hai sẽ là các chất tan, mình sẽ liệt kê ở đây. Đó là muối ăn nè, đường nè, bột mì, cát, thuốc tím và iodine. Hiện tượng quan sát được, ví dụ với muối ăn. Thì khi bỏ muối ăn vào nước và khuấy lên, ta sẽ thấy muối ăn tan ra tạo thành dung dịch đồng nhất. Rồi tương tự như những ống nghiệm còn lại, các em quan sát được hiện tượng gì thì mình sẽ ghi vào đây. Và giải thích tại sao lại có hiện tượng như vậy, ta sẽ ghi ở cột thứ tư. Vậy gợi ý câu trả lời như sau. Đối với đường, cũng giống như muối ăn, nó sẽ tan ra tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Giải thích đó là do đường tan được trong nước. Còn bột mì, nước bị đục do một phần bột mì lơ lửng trong nước. Nếu để lâu, toàn bộ bột mì sẽ lắng xuống đáy ống nghiệm. Chứng tỏ là bột mì không tan trong nước. Còn cát thì cát lắng xuống đáy ống nghiệm, cát cũng không tan trong nước. Thuốc tím. Như lúc nãy các em quan sát được, thuốc tím sẽ tan ra tạo nên hỗn hợp đồng nhất có màu tím. Tức là thuốc tím tan được trong nước. Còn đối với iodine, thì ta thấy rằng iodine sẽ lắng xuống đáy ống nghiệm và nước bên trên thì vẫn trong suốt. Từ đây ta có thể giải thích được đó là vì iodine không tan được trong nước. Ta có kết luận như sau. Một số chất rắn tan được trong nước và một số chất rắn không tan được trong nước. Khả năng tan trong nước của các chất rắn khác nhau là khác nhau.